hướng dẫn make up cho cô dâu da mụn đỏ. Với làn da mụn như thế này thì mình cần chọn những cái dòng mỹ phẩm an toàn cho da, sử dụng triệt sắc để cho da giảm bớt đỏ. Với kem nền thì mình cần chọn kem nền lỏng nhẹ và không chứa dầu. Lực dặm kem nền thật là chặt tay để cho lớp kem được bám tệp chặt đều vào da mặt. Sau đó che hết những khuyết điểm còn sót lại. Với những làn da dầu mụn như thế này thì mình sẽ luôn apply má hồng phấn trước khi phủ phấn bột, và như vậy thì lớp nền của mình sẽ càng trở nên mỏng. Như vậy làn da sẽ được thoáng hơn và giảm tiết dầu, giữ cho lớp nền thêm lâu trôi. Và khi làn da không còn tí vết nữa rồi thì bạn make up tông nào lên cũng sẽ đều đẹp hết nha. Và tông cam trung tính sẽ giúp cho đôi mắt trở nên sáng và to hơn ở trên khuôn mặt tròn như thế này. Chỗ vía cặp lông mi của cô dâu khá là dài nên chúng mình sẽ ưu tiên bấm cong vào chuốt mi. Gắn mi giả cho mắt trên nhưng mà có gắn mi giả cho mắt dưới để mở cho góc mắt của cô dâu thêm rộng hơn, to tròn, cân đối với khuôn mặt. Rồi điểm thêm vài sợi lông mày vào những phần thiếu, tô một chiếc son môi nữa. Vậy là mình đã có một look makeup đẹp hoàn hảo cho cô dâu có làn da mụn rồi nè.